Hello. Cơ hôm nay mình sẽ giới thiệu món gì nè. Đây là mãng cầu dai mà tiếng Anh gọi là custard apple. Cái này mình cũng mua để cũng mấy ngày rồi. Cũng 3 ngày rồi, để ở nhà 3 ngày rồi, để trong tủ lạnh á. Mà trái cây mà mình mua về á, mình ăn liền mới ngon. Mình để chừng vài ngày á, nó cũng hơi cũ một chút á, nhờ để trong tủ lạnh nè, lạnh ngắt nè. Đó. Giờ mình sẽ ha. Thành ra bây giờ trái cây gì á, ở Úc cũng có hết trơn á. Họ trồng được hết à. Ngon không? Mình thử cái. Này nó ngon, nó có một chút xíu chua chua cho nên nó rất là ngon, ăn không có bị ngán. Và những cái trái như vậy để trên bàn thờ cúng thì rất là đẹp. Đó là cái một người có thể ăn hết một trái á, cái này tại nó chua chua đó, nó không có ngán, nó chua chua. Đó là mãng cầu dai. Ok, bye. Ngọt ngon lắm. Bye.